Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Hôm nay mình sẽ làm video thí nghiệm. Và video thí nghiệm ở đây là liên quan đến pháo. Cái này là không phải làm núi lửa hay là cái gì hết, mà là mình sẽ thử làm cái núi pháo. Rồi xong mình cho nó quay để xem nó có hiệu ứng như thế nào. Đây, lọ pháo mà mình đã chuẩn bị đây. Nó cũng trong đây là có cơm một của 5 hộp diêm với lại một bị pháo. Đó sẽ là đây vừa bộ nhóm cho một bả chính trước luôn à. Để chuẩn bị cực khổ lắm là bây giờ cái mình đầu mình mồ hôi ăn ơi được cái chuẩn đà điểu đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu, nhưng mà trước khi mình giới thiệu cái khi mình bắt đầu làm thì mình sẽ giới cho các bạn giới thiệu cái này ở đây. Cái này là một cái mũi mũi khoan có đầu nhựa nè. Cái này cũng sẽ phá phá cái tên này ở đây là cái chỗ cắm cắm pin ở hình chữ nhật bên đây đó. Đây đây pin hình chữ nhật đây nè, công suất của nó trên đây là kia trên rõ đây là khoảng 9V đó. Trên đây thuộc hãng Panasonic Hitop. Đây nó còn hai đầu âm cực dương ở cùng ở trên đầu, nên sẽ gắn vô đó. Một khoảng nó ra ngoài đây thì mình nó cắm từ đây, nó thiên vị ra đây để cho nó quay. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thử cái mình lắp cái này. Bây giờ mình sẽ lắp cái đầu của cái mũi con này chứa một cái lỗ ở đây, nó con lỗ sẵn này lên cái đây rồi. Mình sẽ cắm vào đó, nó cắm hoàn tất đây. Nhưng mà nó quay nó hoàn toàn, nhưng mà nó quay hoàn toàn yếu. Đó. Các bạn có thể nghe âm thanh rõ. Nhưng mà nó không quay nhanh được. Do cái này nó nặng hơn, nó nặng so với cái đầu nhựa, đầu con nhựa. Mà lúc này bắt nóng. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ cái này với hộp này. Rồi cho một tí à. Đây thì mình sẽ đổ dán cái này vào trong đây. Làm cái gì? Nó quay nó khó. Nó quay lúc đó nó quay luôn. Xong rồi, ai chờ mình một tí. Đó, okay. Mình đã làm xong xuôi rồi. Rồi, mình sẽ thử gắn cái này vô. Rồi. Để kiểm tra thử. Nè. Không được rồi, không ổn rồi. Trắng thì chuyển vào dạng sao ha. Ôi nó không được. Có gì đâu mà hay. Đúng rồi. Bà giống có gì chưa không? Đây, bây giờ sao ta ha? Nó giống mình gắn cái này vô nó quay khá yếu nên mình sẽ đổi lại. Nó bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra một lần nữa. Không có, đúng không? Cũng qua đây người ta gửi thằng vật nát nát làm nó vô. Bây giờ mình sẽ phải nát làm đốt pháo vô vô vô, vô kia kêu to nha. Làm gì được nha, làm gì ai nói gì đâu nha.
thằng thằng đấy của mình thì nó làm gì mà không chịu luôn á. Không đập đó nó cửa cái nói thằng này mày tôi không quay được đâu đó quay được đâu chứ đúng ra bên bây giờ nó cảm mình cảm nhận được cái hơi cái sự nóng của nó tỏ nhỡ trong đây cũng cũng khá nhiều đó nóng cực kỳ đó lúc ra là này để của mình nó thử mấy nhiều lần rồi để làm cho cục pin này nó tốn nhiều hơn nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra thử nghiệm đây. Cái pháo nó bây giờ nó không thể quay được rồi, bây giờ nó không thể cháy là nó chịu quay do cái motor nó bị hư chỗ nào đó. Bây giờ mình sẽ chỉ có cách là tôi sẽ kiểu bình thường thôi, mình sẽ chuẩn bị rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ ở đây thì sau thứ hai nữa mình sẽ chuẩn bị quay cái video thứ hai là cái này rồi. Ú ra rồi. Xong xuôi rồi. Cảnh sát vậy nó mới đẹp chứ. Rồi bây giờ hôm nay là tặng được cái này thao. Rồi bất kỳ các bạn. Có xẹo nè. Rồi một con. Đây. Có xẹo mày. Tất cậy ra có xẹo. Rồi. Rồi các bạn.